xuất hiện tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra vào tháng 1 đầu năm nay. VinFast VF năm 2023 là mẫu xe điện thuộc phân khúc SUV hạng A. Gần đây, trên các nhóm hội về ô tô điện, nhiều nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý VinFast đã thông báo chuẩn bị nhận cọc dành cho VF5. Một số hình ảnh về mẫu xe mới được vận chuyển vào xưởng dịch vụ VinFast đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội những ngày gần đây dù được ngụy trang, chỉ lộ một số chi tiết đèn, bánh mâm và cửa kính nhưng cũng khiến nhiều tiến đồ xe điện tin rằng đây là VF5. Hiện thông số kỹ thuật cụ thể và giá xe VinFast VF5 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết mẫu ô tô điện đô thị này sẽ có giá nằm trong khoảng 400 đến 500 triệu đồng. Trước đó, VinFast cũng đã từng công bố bộ ảnh chi tiết concept mẫu xe này. Chiếc xe thuộc phân khúc nhỏ và mang thiết kế khá hiện đại. Phía trước là cụm đèn chiếu sáng halogen Giải chrome tạo hình cánh chim không được tích hợp LED như trên các mẫu xe đàn anh là VF8 và VF9. Chiếc xe được trưng bày phối hai tông màu với nóc và gương màu trắng, còn thân xe màu cam. Đây là cách phối màu thường gặp trên các dòng SUV cỡ nhỏ gần đây. Nội thất xe trông đơn giản nhưng lại hiện đại nhờ hai màn hình điện tử. Màn hình sau vô lăng hiển thị thay đồng hồ cơ analog cũng là trang bị đáng chú ý. Vô lăng được phát đê cắt, tích hợp các phím bấm media bên trái, trong khi bên phải không có nút nào. Với giá bán đủ cạnh tranh, VinFast VF5 có thể sẽ trở thành lựa chọn thay thế cho mẫu xe sang Fadin hiện đã bị ngừng bán.